lật tẩy những toan tính của NATO trong chiến sự Nga-Ukraine. Thưa quý vị và các bạn, khối hiệp ước phòng thủ Bắc Đại Tây Dương NATO không ngừng mở rộng sau khi cuộc đối đầu Mỹ-Liên Xô kết thúc, cho dù đối thủ trực tiếp của họ là Liên Xô đã tan rã. Khối này âm thầm xem Nga là mối đe dọa đối với an ninh châu Âu, đe dọa trực tiếp vị thế của Mỹ. Việc này không còn là đồn đoán mà chính như quốc gia Đông Âu đã lần lượt được NATO kết nạp bởi vì không gian địa lý hậu Liên Xô đối với họ đầy dẫy mối đe dọa nơi mà moscow luôn tìm cách tái lập ảnh hưởng bằng những thứ khí tài cả cứng lẫn mềm bước đi của nato tại ukraine bị nga lên án dữ dội tổng thống putin vạch ra làn xanh đỏ nếu như kiev chính thức được bảo vệ bởi lực lượng quân sự hùng mạnh nhất thế giới và điều đó đang diễn ra với cuộc chiến quy ước ác liệt nhất kể từ sau thế chiến thứ hai trước sau gì nato vẫn muốn đưa ukraine vào khối để hợp thức hóa nhiệm vụ chiến lược khống chế nga tuy nhiên nhiệm vụ này đang trở nên khó khăn và tốn kém Kể từ khi Ukraine hé lộ mong muốn gia nhập NATO, Điện Kremlin liên tục phát động những chiến dịch quân sự. Mục tiêu chưa hẳn là chiếm đóng lãnh thổ láng giềng mà gây ra rắc rối về tranh chấp biên giới, xung đột vũ trang nhằm phá bĩnh điều khoản rất quan trọng của NATO. Chẳng phải ngẫu nhiên mà ông Putin tuyên bố công nhận độc lập cho hai nước Cộng hòa tự xưng Lugansk và Donetsk tồn tại trong lòng lãnh thổ Ukraine và tuyên bố hiến định sáp nhập bốn vùng lãnh thổ giáp biên giới. Đó chính là những rào cản pháp lý rất khó giải quyết, có thể đẩy Kiev vào tình thế tiến toái lưỡng nan cũng giống như Crimea vốn thuộc về đế chế Ottoman sau tới Liên Xô, Ukraine rồi trở thành điểm nóng giữa Moscow và Kiev. Như quan điểm của Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg, rằng nếu Ukraine không phải là một quốc gia có chủ quyền và độc lập, thì sẽ không có cách nào để thảo luận về bất kỳ mối liên hệ nào giữa NATO với Ukraine trong tương lai. NATO từ lâu đã khẳng định tất cả các thành viên tương lai sẽ phải giải quyết các tranh chấp quốc tế, lãnh thổ hoặc sắc độc còn tồn tại một cách hòa bình trước khi gia nhập liên minh đối đầu với nga chưa bao giờ là dễ dàng với chiến sự nga ukraine không ai đảm bảo chắc chắn đồng minh phương tây sẽ hỗ trợ ukraine được bao lâu những động thái gần đây của mỹ và châu âu có vẻ như muốn giải quyết nhanh chiến sự đảm bảo cho ukraine khuôn khổ pháp lý rõ ràng về mặt lãnh thổ mở đường kết nạp thành viên bây giờ quân đội ukraine đang chiến đấu bằng khí tài thiết bị và tiền bạc từ các thành viên nato vậy nên về bản chất nato sử dụng lãnh thổ ukraine triển khai cuộc chiến ủy nhiệm về tổng thể, Mỹ có mục tiêu chiến lược không đổi là duy trì vai trò lãnh đạo toàn cầu và một trật tự quốc tế có lợi cho nước này, kiềm chế và không để Nga nổi lên thách thức vị thế của mình. Đúng như đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, Vasily Nebenzia, các bộ quân đội Ukraine đã trở thành một đơn vị quân sự trực thuộc NATO khi nhận ngân sách khí tài và hướng dẫn chiến đấu từ khối liên minh để đối phó với Nga. Thứ nhất, Mỹ sử dụng NATO để tách rời quan hệ kinh tế chính trị ngoại giao Nga và châu Âu hoạt động quân sự che đậy dưới vỏ bọc ủng hộ một quốc gia ngoại khối mang danh nghĩa gìn giữ và bảo vệ hòa bình thứ hai bản chất một liên minh thuần túy quân sự như nato không phải lập ra tiêu tốn cho nó để ngồi chơi xây nước trên thực tế các cuộc chiến là một môi trường lý tưởng giúp hồi sinh bản năng chiến đấu của nó tổng thống mỹ joe biden từng tuyên bố rằng cuộc chiến tại ukraine là bước ngoặt của lịch sử dẫn tới một trật tự thế giới mới còn bộ trưởng ngoại giao nga sergei lavrov thì nhận định ukraine là tâm điểm của cuộc đấu tranh có ý nghĩa thời đại sẽ khai sinh ra trật tự thế giới mới. Tuy cả ông Joe Biden và ông Sergei Lavrov đều nói về trật tự thế giới mới, nhưng hàm ý của hai ông khác nhau hoàn toàn về bản chất. Trong khi chủ nhân Nhà Trắng theo đuổi tham vọng, ngăn chặn bằng được sự sụp đổ trật tự thế giới đơn cực do Mỹ chi phối, thì người đứng đầu ngành ngoại giao Nga dự báo cuộc chiến Ukraine sẽ chấm dứt sự thống trị thế giới của Mỹ và mở ra kỷ nguyên trật tự thế giới đa cực tự cho mình quyền bá chủ thế giới sau khi đối đầu với Liên Xô, Mỹ tự tung tự tác cho quan hệ quốc tế và ngang nhiên phát động hàng loạt cuộc chiến xâm lược dưới các danh nghĩa khác nhau do Washington tự vẽ ra như bảo vệ nhân quyền trong cuộc chiến Kosovo và cuộc chiến Libya, chống khủng bố trong cuộc chiến Afghanistan, chống tác nhiên hóa học trong cuộc chiến Iraq. Mỹ còn đứng sau kích động hàng loạt cuộc cách mạng màu ở nhiều nước. Các hành động phiêu lưu quân sự và chính trị của Washington không chỉ làm tiêu hao nguồn lực khổng lồ của Mỹ mà còn gây ra sự tàn phá và bất ổn ở nhiều khu vực không mang lại nhân quyền, tự do, dân chủ hay cải cách như họ đã tuyên bố. Tổng thống Nga Putin là nhà lãnh đạo đầu tiên trên thế giới chính thức tuyên bố không chấp nhận trật tự thế giới đơn cực do Mỹ lãnh đạo sẽ đấu tranh để xây dựng trật tự thế giới mới đa cực. Washington coi tuyên bố này của Vladimir Putin là lời tuyên bố về trật tự đơn cực do Mỹ lãnh đạo. Từ đó, Mỹ đứng đầu các đồng minh, trước hết là NATO, quyết định phát động cuộc chiến phức hợp nhằm chống Nga, mở đầu bằng cuộc đảo chính trong năm 2014 để dựng lên ở Kiev chính quyền do lực lượng tân phát xít kiểm soát lịch sử lại lặp lại nếu trong thế chiến thứ hai mỹ sử dụng phát xít đức để chống liên xô thì nay họ sử dụng lực lượng tân phát xít ukraine để tiến hành cuộc chiến ủy nhiệm chống nga bản chất tân phát xít của chính quyền kiev hiện nay được thể hiện ở lá phiếu của họ chống nghị quyết đại hội đồng liên hợp quốc cấm phục hồi chủ nghĩa phát xít đã từng gây ra thế chiến thứ hai tương tự như đức quốc xã chính quyền nhuốm bản chất tân phát xít tại kiev luôn có chính sách bài nga triệt để là quốc sách từ năm 2014, Mỹ coi Ukraine là đồng minh và xây dựng quân đội Ukraine tiêu chuẩn NATO, Đồng thời, Mỹ đã xây dựng 10 căn cứ quân sự và 30 phòng thí nghiệm sinh học trên khắp lãnh thổ Ukraine và tiến hành hàng chục cuộc tập trận trên lãnh thổ quốc gia này theo kịch bản cuộc chiến chống Nga. Đứng trước tình thế nguy cấp này, trong tháng 12 năm 2021, Moscow đề nghị Washington và Bruxelles đàm phán để ký kết Hiệp ước Đảm bảo An ninh Mỹ-Nga và NATO-Nga, trong đó có yêu cầu không được kết nạp Ukraine và NATO. Washington và Bruxelles đã thẳng thừng bác bỏ yêu cầu này của Moscow. Đứng trước tình huống này, Tổng thống Putin tuyên bố việc Mỹ kết nạp Ukraine vào NATO là lằn xanh đỏ và Nga sẽ có biện pháp ngăn chặn Mỹ vượt qua. Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine chính là một trong những biện pháp đó. Mục tiêu của Mỹ là dồn Nga vào chân tường, buộc Tổng thống Nga Putin phải phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine là mượn cớ Nga xâm lược Ukraine để lôi kéo phương Tây áp đặt các biện pháp cấm vận địa ngục nhằm vào Nga với toàn tính đẩy Nga tới tan rã đồng thời NATO viện trợ toàn diện cho Ukraine trong cuộc chiến này nhằm đánh bại Nga trên chiến trường. Kể từ khi Nga sắp nhập Crimea năm 2014 tới nay, Mỹ đứng đầu phương Tây áp đặt gần 10.000 biện pháp cấm vận đối với Nga. Tuy nhiên, khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Tổng thống Putin đã tiên liệu trước và chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp đối phó với cuộc chiến thế giới phức tạp của Mỹ và phương Tây. Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ngày 7 tháng 9 năm 2022, Tổng thống Putin khẳng định Nga đã đối phó thành công cuộc xâm lược kinh tế của Mỹ. Từ đó, cuộc chiến kinh tế của Mỹ đã đẩy các nước phương Tây vào tình thế khủng hoảng kinh tế xã hội và gây ra những hậu quả khó lường đối với toàn thế giới. Trong khi đó, uy tín và vị thế của Mỹ đã suy giảm. Trước hết, các đồng minh then chốt của Mỹ trong tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC như Ả Rập Xê Út hay các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nhận thấy sự hiểm họa từ phụ thuộc vào Mỹ và quay sang ủng hộ Nga để duy trì thị trường dầu mỏ ổn định. Một số nước châu Âu đã bắt đầu nhận thấy hiểm họa từ hành động hùa theo Mỹ chống Nga Tổng thống Pháp Macron tuyên bố cần phải xây dựng cấu trúc an ninh châu Âu cùng với Nga, chứ không phải chống Nga. Cuộc chiến Ukraine sẽ còn kéo dài, nhưng tới nay có thể dự báo âm mưu của phương Tây do Mỹ dẫn dắt trong cuộc chiến chống Nga đã thất bại. Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair cho rằng cuộc chiến Ukraine chứng tỏ sự thống trị của phương Tây sắp kết thúc khi Nga thiết lập quan hệ đối tác với Trung Quốc, quốc gia đang vươn lên vị trí siêu cường trong một ngã rẽ quan trọng nhất trong nhiều thế kỷ. Barry Pavel, Phó Chủ tịch Viện Nghiên cứu Mỹ của Atlantic Council nhận định, trên thực tế, hầu hết các chính phủ trên thế giới không ủng hộ chiến dịch cấm vận Nga do Mỹ phát động. Mark Leonard, giám đốc Hội đồng châu Âu về quan hệ đối ngoại cho rằng, cuộc chiến Ukraine chứng tỏ kỷ nguyên trật tự thế giới đơn cực do Mỹ lãnh đạo đã kết thúc. Christopher Land, giám đốc tình báo và an ninh quốc gia tại Georgia Bush School of Government nhận định, quyền thống trị thế giới của châu Âu đã tới hồi kết thúc. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của kênh TV24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những video mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của kênh TV 24 giờ.